Trở lại với những sự kiện diễn ra trong nước, thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ. Vấn đề nổi lên là dịch bệnh viêm đường hô hấp vùng Trung Đông tại Hàn Quốc. Tàu thăm dò dầu khí Tân Hải 517 của Trung Quốc đã đi vào vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa. Liên quan đến thông tin được dư luận quan tâm về tình hình người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp vùng Trung Đông MERS-CoV đang lây lan với tốc độ nhanh chóng tại nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định, cho đến nay vẫn chưa có ghi nhận về trường hợp công dân Việt Nam nào bị nhiễm virus MERS-CoV. Mặc dù vậy, Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đang theo dõi sát sao để có những biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin sáng ngày 6 tháng 6, tàu thăm dò dầu khí Tân Hải 517 của Trung Quốc đã đi vào vùng biển cách đảo Bình Ba thuộc tỉnh Khánh Hòa khoảng 20 hải lý về phía đông bắc, sau đó di chuyển dọc vùng tiếp giáp lãnh hải xuống phía nam hướng về vịnh Thái Lan. Trong quá trình di chuyển có đi qua nhiều lô dầu khí của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết con tàu này đã rời khỏi vùng biển Việt Nam từ ngày 8 tháng 6. Như các bạn cũng đã biết là các lực lượng chức năng của Việt Nam đã luôn theo dõi sát hoạt động của tàu Tân Hải 517. Và sau khi các lực lượng chức năng của Việt Nam tiến hành các biện pháp cần thiết, thì tàu Tân Hải 517 đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam từ ngày 8 tháng 6 năm 2015. Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam khi phía Trung Quốc mới đây lên tiếng phản đối tuyên bố chung của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 về hoạt động cải tạo đảo đá trái phép của nước này ở Biển Đông và bao biện rằng hoạt động cải tạo hoàn toàn nằm trong vùng biển chủ quyền của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ mọi đóng góp mang tính xây dựng tích cực và có trách nhiệm của các quốc gia trong và ngoài khu vực vì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.